Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ với cả nhà một món gỏi chay cũng rất là ngon, đó là món gỏi xoài khô chay. Món này thì chúng ta có thể dùng để ăn cơm, ăn chơi đó. Hoặc là chúng ta dùng để đãi tiệc cũng rất là ngon nha cả nhà. Cách làm thì rất là dễ luôn. Vị thì chua chua ngọt ngọt nè, xoài giòn ha. Kết hợp với lại dưa leo cà rốt cũng rất là giòn, thơm thơm rau răm, béo béo của đậu phộng, cay cay của ớt, rất là ngon luôn. Cách làm thì rất là dễ. Bây giờ mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em sử dụng hai trái xoài xanh là 500g. Xoài này thì em sử dụng cái xoài cát quà lọc, mà cát quà lọc này nó hơi già nha cả nhà. Xoài này nó già rọi rồi cho nên cái vị chua của nó rất là ít. Còn nếu như mà cả nhà sử dụng được cái xoài mà cái vị chua nhiều á thì nó sẽ giòn và ngon hơn nha. Và em sử dụng thêm là 100g dưa leo, em cũng sẽ bào sợi và em sẽ bỏ đi cái phần hạt dưa leo để giữ cái độ giòn cho cái món gỏi nha cả nhà. Để tạo thêm màu cho cái phần gỏi nó được đẹp mắt thì em sử dụng ở đây là 50g cà rốt. Cái củ cà rốt em đang sử dụng là 100g, em chỉ sử dụng nửa củ là 50g nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì em sẽ bỏ mấy bạn này sang một bên. Ở đây em có là 150g khô chay. Khô này thì nó có liên quan đến video trước đó cả nhà. Khô này em có hướng dẫn cả nhà làm rồi, thì cả nhà chưa có xem thì em sẽ để đường link dưới cái phần bình luận video này cho cả nhà xem nha. Thì em chuẩn bị sẵn một chảo dầu nóng rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần cho cái phần khô chay này vào mình chiên cho nó vàng đều là được. Cái phần khô này cả nhà em hấp chín rồi em để ngăn đông tủ lạnh, bữa nay em đem ra em sử dụng á, chứ em không có làm thêm ha. Rồi bây giờ cái khô của mình nó vàng đều như thế này là được rồi. Em sẽ vớt nó ra và để nó sang một bên. Cả nhà có thể cho vào rổ inox để nó rõ dầu, hoặc là để vào giấy thấm dầu cũng được nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cái bước làm nước trộn nè. Nước trộn thì em có đây là 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm chay. Tiếp theo em cho vào đây là 1 muỗng canh nước cốt chanh. Do là cái xoài em sử dụng nó không có vị chua nhiều cho nên em thêm nước cốt chanh. Còn nếu như cái xoài mà cả nhà sử dụng nó có độ chua nhiều thì không có cần thêm nước cốt chanh nha cả nhà. Và cuối cùng sẽ là ớt băm nè. Thì tùy vào sở thích của gia đình, ăn cay nhiều hay là ăn cay ít mà mình cho cái lượng ớt băm nhiều hay ít nha. Ở đây thì em sử dụng tới hai loại ớt, một loại ớt sừng đỏ không cay và ớt hiểm xanh cay nha cả nhà. Đó, rồi mình trộn đều cái nước sốt này lên rồi mình bỏ nó qua một bên. Bây giờ thì em sẽ đi cắt cái phần khô chay ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn nha. Nguyên liệu thì đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình tới cái bước trộn gỏi thôi. Em sẽ cho hết cái phần xoài vào một cái thau lớn nè. Tiếp theo thì sẽ là dưa leo và cà rốt. Cho thêm dưa leo cà rốt vào thì một là nó tạo thêm cái màu đẹp mắt cho cái gỏi và cái độ giòn nhiều hơn cho cái gỏi của mình đó cả nhà, thì giúp cái gỏi nó sẽ ngon hơn nha. Còn nếu mà cả nhà không thích ăn dưa leo với cà rốt thì mình cũng không có cần phải cho vào ha. Rồi em sẽ cho hết cái phần nước trộn vào đây. Để tạo mùi thơm cho cái phần gỏi thì em cho vào đây là 1 muỗng canh tỏi phi. Cả nhà có thể thay thế bằng hành phi cũng được nha. Hoặc là cả nhà kiêng ngũ vị tân không ăn hành tỏi thì mình thay thế bằng bơ rô phi cũng rất là thơm. Bây giờ em sẽ trộn đều sơ nó lên một lần. Trộn nhẹ tay nha cả nhà, chứ mình không có bóp nha, để giữ cái độ giòn cho cái món gỏi của mình ha. Sau khi mà trộn sơ nó lên thì em cho một ít cái khô chay vào đây. Mình sẽ chừa lại một ít để chút xíu mình để lên mặt cho nó đẹp nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì sẽ không thể nào thiếu, đó là rau răm. Rau răm thì tùy vào sở thích luôn, cả nhà thích ăn nhiều hay ăn ít gì thì cũng tùy mình ha. Rồi em sẽ cắt nhỏ nó ra như thế này đó. Rồi bây giờ thì em sẽ trộn nó lại một lần nữa đó, rồi mình sẽ trình bày nó ra dĩa nha.
cho hết ra dĩa xong thì cái phần khô chay còn lại lúc nãy mình chừa nè, nó mình sẽ rắc lên mặt. Rồi cái món gỏi thì không thể nào thiếu đậu phộng rang ha, em sẽ cho vào đây một ít đậu phộng rang. Cả nhà có thể thay thế bằng mè rang cũng được nha. Như vậy là xong rồi đó cả nhà. Đó. Một dĩa gỏi xoài khô chay, nó rất là bắt mắt, rất là ngon. Xoài với lại cà rốt chua leo thì nó giòn nè. Đó, rồi kết hợp thêm cái phần khô chay thơm rong biển dai dai của sườn non chay ha. Thêm rau răm thơm nè. Rồi cây cây của ớt. Đó, vị thì chua chua ngọt ngọt, rất là mắt luôn. Món này thì chúng ta có thể dùng để ăn cơm, ăn chơi, hoặc là dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc cũng rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Và nếu như mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.